Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 166 Biết chuyện 1 Người mình đưa đến gây ra hỏa, về sau sao mình còn dám bước vào phủ khang quận vương nữa chứ? Quách thì thật sự không biết nên làm gì, con, hay con và mẫu thân tới nhận lỗi với quận vương gia và quận vương phi chu lão phu nhân liếc nhìn quách thị cô cũng thể chỉ là một hạ nhân mà cũng không quản thúc được chuyện về đồng ma ma cũng chẳng phải mới mẻ gì trước đó quách thị đã từng nhắc qua với chu lão phu nhân lúc mới được gả vào không phải quách thị không từng sắp xếp lại người trong phủ nàng ta nề tình đồng ma ma tuổi tác đã cao muốn đưa bà ta đến thôn tráng dưỡng già ai ngờ đồng ma ma lại gây ầm ĩ đến chỗ chu nguyễn quý nhị lão gia uống sữa của ta mà lớn tình cảm sâu sắc thế nào người khác làm sao hiểu được. Bây giờ ta già cả không còn sức lại muốn đuổi ta ra ngoài, còn không bằng để ta treo cổ spade cho rồi. Chu Nguyễn Quý không vui cho nên lên tiếng thay đồng ma ma, bảo quách thị giữ đồng ma ma lại phủ nuôi, nhà lớn như thế mà thiếu phần cơm của một người sao, nói gần nói xa đều ngụ ý quách thị lòng dạ hẹp hòi. Từ đó về sau quách thị chỉ đành mắt nhắm mắt mở với đồng ma ma bởi vì ngoại trừ tình cảm với nhũ mẫu đám đề cưng của chu nguyễn quý đều do đồng ma ma chăm sóc không thể đổi người khác được lần trước con đại tử hát bị gã sai vặt nuôi kiều gì mà chết mất đồng ma ma lại thường xuyên nói ở trước mặt chu nguyễn quý rằng dế nô tỳ nuôi là vật may mắn của nhị lão gia đấy đương nhiên đồng ma ma không dám tới phá quách thị thế là đám tiểu nha hoàn đều lãnh đủ hễ là đồ đồng ma ma thích ăn tất sẽ vào miệng bà ta hết. Rượu thịt không lúc nào thiếu, mỗi lần làm sai, bà ta không cậy già lên mặt thì cũng giả ngây giả dại. Bọn hạ nhân nhìn thấy bà ta đều đi đường vòng nghe quách thị kể lại hành vi của đồng ma ma. Chu lão phu nhân cũng nhíu mày, lúc trước nghĩ tới công bà ta từng chăm sóc Nguyễn Quý. Ta mới không bạc đãi bà ta, chẳng ngờ bà ta lại càng ngày càng quá quắt. Chu lão phu nhân ngừng một lúc rồi nói, không cần mời lang trung xem vết thương làm gì chói bà ta nhốt vào kho củi chờ quận vương gia và quận vương phi khá hơn thì ném tới thôn trang bị đá đến hộp máu còn bị trói nhốt trong kho củi suốt một ngày rồi phải trải qua quãng đường dài đến thôn trang ở ngoại ô kinh thành cho dù là người trẻ tuổi cũng sẽ mất nửa cái mạng chu nguyễn quý vào nhà đúng lúc nghe thấy lời này gã lập tức cầu xin mẫu thân không thể làm vậy được sẽ chết người đấy chu lão phu nhân lạnh lùng liếc chu nguyễn quý một ả à nhụ mẫu còn có thể quý giá hơn phu thê khang quận vương sao? Cậu đúng là càng sống càng uổng phí, nếu không có cậu làm chỗ dựa, bà tử kia dám vô pháp vô thiên như thế à? Chu Nguyễn Quý nghe vậy, bao nhiêu khí thế liền biến mất sạch, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên nữa. Chu lão phu nhân dặn dò xử lý đống ma ma xong thì dẫn Quách thị và Chu Nguyễn Quý đến nhị tiến viện. Trong phòng ám mùi rượu thuốc, Chu thập cửu mặc y phục rộng rãi, Quất Hồng đang giúp Lâm Di sỏ giày mới vào. May mà lúc trước làm giày hơi rộng, cho nên không có chúng chỗ bỏng nơi mờ u bàn chân. Nhắc tới cũng lạ, vết bỏng của Chu Thập Cửu nghiêm trọng như vậy mà chỉ sưng đỏ thôi, còn hai vết nhỏ xíu cỡ hạt gạo trên chân nàng lại bị phồng thành mụn nước. Chu lão phu nhân để người hầu đỡ mình đi nhanh đến bên giường của Lâm Di. Lâm Di muốn đứng dậy, Chu lão phu nhân lại vội vàng bảo thân ma ma giữ nàng nằm yên, đừng nhúc nhích, Lát nữa để ngày đến xem, rượu thuốc cất lâu trong nhà nói thế nào cũng không bằng thuốc mới phối, để lại sẹo thì không ổn. Vừa nói bà ta vừa nhìn chu thập cửu, hạ giọng, đã xảy ra chuyện gì, tại sao cả hai đứa đều bị bỏng vậy? Chuyện ở nhà bếp hẳn đã đến tại chu lão phu nhân rồi. Thân ma ma nói nhỏ vài câu bên tai chu lão phu nhân, chu lão phu nhân tỏ ra giận dữ, đồ không chi tiến thủ kia, hôm kia mới bị ta mắng suốt ngày chỉ biết chơi với đám để hôm nay liền gây ra chuyện lớn như vậy rồi chu lão phu nhân vừa dứt lời quách thị đã nhanh chóng bước lên nhận lỗi với lâm di đều là lỗi của ta không quản thúc hạ nhân tử tế đối phương luôn miệng nhận lỗi như vậy làm sao lâm di có thể không nể mặt chứ vào lúc này chu đại thái thái chân thì cũng chạy tới vừa vặn nghe thấy chu lão phu nhân đang giăn dạy chu nguyễn quý hôm nay ở trước mặt quận vương gia, ta muốn nói cho rõ ràng, về sau còn nhìn thấy cậu chơi để thì đừng trách sao ta lại không nhận đứa bất hiếu như cậu làm con nữa. Chu Nguyễn Quý củi đầu, con sai rồi. Chu lão phu nhân nói, đuổi bà già kia tới thôn trang đi, xem bà ta còn xúi dục cậu kiểu gì nữa. Ngoài mặt thì xem như Chu lão phu nhân vì nàng và Chu thập cừu bị thương mà tức giận mắng Chu Nguyễn Quý, đuổi cổ bà tử gây hỏa nhưng thật ra là khiến nàng không còn lời nào để nói nữa, như vậy sẽ tránh cho Chu Nguyễn Quý khỏi bị dính tội. Chu lão phu nhân chỉ tốn ít nước bọt săn dậy thói hư tật xấu của con trai, còn nàng và Chu Thập Cửu thì chịu đau da thịt, tính kiểu gì cũng thấy bên nàng thiệt. Nhưng nếu nàng không bỏ qua, truyền ra ngoài nói nhẹ là nàng nhỏ nhen, nói nặng thì là nàng cố ý tìm cớ ra oai. Thẩm nương đừng nóng, lâm di lên tiếng trước, dế nhị ca nuôi đều rất đắt, cháu nghe bà tử kia nói, một con giá gần nghìn lượng bạc lận. Chu Nguyễn Quý nghe vậy liền hơi ngừng đầu lên, đâu chỉ chừng một nghìn lượng. Chu lão phu nhân lập tức xa sầm mặt, Chu Nguyễn Quý ngậm miệng ngay. Cháu chỉ cảm thấy lạ, để đắt như vậy sẽ được chăm nuôi kỹ lưỡng, làm sao lại chạy vào nhà bếp. Trong phòng đột nhiên im lặng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Chu thập cử nhìn sang, sắc xanh tươi mát của màn giường làm nổi bật ánh mắt sáng ngời của lâm di chàng mỉm cười lẳng lặng ngồi xuống làm khán giả lâm di nói tiếp cháu cảm thấy chuyện này không thể trách nhị ca cũng đâu phải là nhị ca cầm bình để đến nhà bếp thẩm nương đừng trách nhị ca nữa cho dù muốn trách cũng không cần diễn trò ở trước mặt nàng lúc nào dạy con không dạy tại sao nhất định phải tới phòng nàng mà dạy chứ nói không chừng có hiểu lầm gì đó Lâm Di hơi nghiêng đầu nhìn sang Chu Thập Cửu, đều là người một nhà, chưa làm rõ ràng mà trách mắng thì không hay à. Chu Nguyễn Quý mừng rỡ, không đợi Chu lão phu nhân lên tiếng đã cướp lời, quận vương phi nói đúng lắm, vẫn nên gọi đồng ma ma tới hỏi rõ ràng. Từ Tam Tiến viện chạy trúng ngay nhà bếp của Nhị Tiến viện, con đế kia chẳng những chạy nhanh mà còn rất thuộc đường. Sắc mặt chân thị thoáng trắng bệch. Chu lão phu nhân thở dài, nếu đã thế vậy cứ điều tra thêm đi. Lâm Di gật đầu, không lãng phí thời gian nữa, nhìn sang cùng Mama, vừa hay nhị ca và nhị tàu đều ở đây, bây giờ Mama đưa đồng Mama tới luôn đi. Đồng Mama vốn là nhũ mẫu của Chu Nguyễn Quý, để phu thê Chu Nguyễn Quý hỏi thăm đi vậy. Một lát sau đồng Mama được áp giải tới tận cửa. Vừa rồi bà ta nghe nói mình sắp bị đưa tới thôn trang ngoài kinh, phải biết rằng mạng già này làm sao chịu nổi đoạn đường dây vò kia. Đang sợ đến run người thì có một ma ma ăn mặc sang trọng hơn hạ nhân bình thường lại chỗ bà ta nói. Quận Vương Phi muốn bà tới nói rõ ràng mọi chuyện, để tránh trách làm người tốt. Đồng ma ma như nắm được cọng cò cứu mạng, mới vào phòng liên bất chấp tất cả dập đầu với các chủ nhân trong phòng. Lắp bắp nói, cũng không phải nô tỳ muốn xông vào nhà bếp làm loạn đầu à. Là hôm qua nỗ tỳ ăn hơi nhiều váng sữa. Hôm nay bị trột bụng, cho nên mang bình để của nhị lão gia đi thay quần áo, lúc trở về lại phát hiện để trong bình mất tăng. Con đờ kia là mạng của nhị lão gia, nô tỳ đánh mất thì làm gì đủ mạng mà đến. Cho nên lần theo tìm kiếm. Về sau nghe Đổng Mama nói tới đây thì nhìn về phía Chi Lan đang đứng cạnh Chu Đại Thái Thái, "Chị Lan cô nương, làm sao cô nương biết con dế kia ở trong nhà bếp?" Chi Lan bị nhìn thì co rúm người, xong liền chối ngay, đồng ma ma, bà không được ăn nói cung tung. Ta không nói lung tung, đồng ma ma nhịn đau, quay đầu lại nhìn lâm di, quận vương phi, nô tỳ mà có nói nửa câu sai thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, chi lan cô nương chướng mắt nô tỳ. Lúc còn ở nhà cũ đã làm khó nô tỳ không ít lần, nếu không phải nhị lão gia từng uống sữa của nô tỳ, nô tỳ hắn đã bị hại chết mất xác rồi. Hôm nay là ở phủ quận vương, Nô tỳ mới không nghĩ nhiều mà tin lời của Chi Lan cô nương, đâu ngờ nàng ta lại muốn dồn nô tỳ vào chỗ chết. Bình đế rõ ràng được đặt trên bàn, đế trong bình làm sao lại chạy ra ngoài rồi vừa hay bị Chi Lan cô nương nhìn thấy chứ, bây giờ nghĩ lại nô tỳ mới thấy chuyện này có vấn đề. Nếu nô tỳ cử như vậy bị trói giải tới thôn trang, e rằng không được mấy ngày đã mất mạng rồi, những oan khuất này cũng theo nô tỳ xuống mù. Chi Lan nghe đến đó thì nhìn thoáng qua Chu Đại Thái Thái. Trần Thị vẫn đeo bộ mặt âm trầm không nói lời nào. Chi Lan chợt quỳ phịch xuống đất. Các chủ tử không thể tin lời bà ta. Chỉ vì lần trước bà ta tham ô tiền chợ bị nô tỳ bắt gặp. Đại Thái Thái liền miễn không cho bà ta đảm nhiệm việc kia nữa. Cho nên bà ta hận nô tỳ. Lần này thấy không có đường sống nữa. Nên bà ta muốn kéo nô tỳ làm đệm lưng. Đồng Mama kích động chửi ầm lên. Đồ đĩ nhỏ kia, Hôm qua người bị ta bắt gặp nhau vào lòng đại lão gia khóc lóc, sợ ta đi tố giác nên muốn bịt miệng ta thì có. Thấy Chi Lan chủ động lấy lòng mình, bà ta còn tưởng rằng đã nắm được Chi Lan trong lòng bàn tay, vô cùng đắc ý, đang nghĩ xem làm sao xả ác khí tích tụ mấy năm qua, ai ngờ lại bị tính kể ngược lại. Chi Lan sợ hãi nhìn về phía chân Thị, Trần Thị không ngờ đến chi tiết này nên kinh ngạc đến sững người hí kịch từ màn để chạy lạc bỗng chuyển hướng sang màn hạ nhân leo lên giường lão gia lâm di thật sự không có ý bởi chuyện này ra đây là sao lâm di nhìn sang nhị thái thái quách thị ta không hiểu lắm quả là biến đổi bất ngờ xem ra lửa ở nhà cũ chu gia đốt đến phủ quận vương rồi đại tẩu lâm di nhìn chân thị bấy giờ đã tải xanh mặt mũi ta thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn theo tình hình bây giờ cho dù họ muốn tùy tiện xử lý đồng ma ma, chân thì cũng sẽ không đồng ý. Chỉ có thể khẳng định là hạ nhân do Chu Đại Thái Thái và Chu Nhị Thái Thái dẫn đến quấy rối phủ khang quận vương thôi. Chu thập cử chậm rãi cầm chén trà lên uống một hớp, tuy bị bỏng nhưng lại khá hài lòng. Chu lão phu nhân văn về Phật Châu, mặt không hề đổi sắc. Đồng ma ma và chi lan sợ hãi quỳ trên đất, ánh mắt của chân thị như muốn thiệu chi lan thành cho. Được rồi, chu lão phu nhân để thân ma ma đỡ đứng dậy rồi nhìn về phía chu đại thái thái chân thị, trở về tra hỏi rõ ràng, nếu là thật thì xem ra không thể giữ nha đầu này lại nữa. Chi lan quỳ dạp trên đất lập tức co rúm người, nước mắt nước mũi tèm lem, lão phu nhân, thái thái, nô tỳ không có, nô tỳ Thật sự không có, bấy giờ chợt có nha hoàn vào bẩm báo, ngự y tới rồi à. Chu lão phu nhân sai người kéo Chi Lan và đồng mama xuống, chờ ngự y đến xem vết thương cho chu thập cửu. tuy vết bỏng của chu thập cửu đỏ tụng trông rất kinh người, nhưng cũng may được xử lý thỏa đáng nên không có gì đáng lo. lâm di có hộp thuốc nhỏ chứa đầy đủ các loại thuốc. cúc không có chuyện gì làm nàng thường xuyên lấy ra mày mò. quất hồng ở bên cạnh hầu hạ cũng dần quen nên nhanh chóng mang nó ra. lâm di nhỏ giọng hỏi dò: bao giờ mới khỏi? ngụy khom lưng đáp: ngày mai sẽ đỡ à? nhưng muốn hết hẳn thì phải 4 năm ngày sau. Nói thế nào cũng là bị thương trong nhà mình, cho dù nàng là chủ mẫu dễ tính thì cũng muốn chỉnh lý một phen. Quất Hồng đưa tiễn ngày ra về, Lâm Di gọi cùng Mama tới, lần này phải tra rõ ràng triệt để, Mama cử bán hết những kẻ góp công gây chuyện ra khỏi phù. Chi Lan làm sao biết để chạy vào nhà bếp, tất nhiên là có người hỗ trợ. Cùng Mama gật đầu, quận Vương Phi yên tâm. Chu lão phu nhân muốn cài người vào phủ quận vương sao? Cũng phải xem nàng có đồng ý hay không đã. Cho dù đưa được người vào, một khi rơi vào cảnh tử cố vô thân, có bất kỳ cử động nào cũng sẽ bị phát hiện ra ngay thôi. Thay vì thấp thỏm đề phòng, thả sắp xếp sẵn từ trước vẫn hơn. Lâm Di trở vào buồng trong thay thuốc cho Chu thập cử. Cùng mama ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng trước đó lão thái thay nhánh cả còn sợ quận vương gia không thật lòng với lục tiểu thư. Cần này trở về bà phải kể cho lão thái thái nghe hết những chuyện vừa qua, lão thái thái nhất định sẽ yên còng. Phải biết rằng bà sống đến từng này tuổi, vậy mà chưa bao giờ chứng kiến loại tình huống này đấy. chương 167, Biết Chuyện, 2 Trong phòng chu lão phu nhân, Trần Thị tức giận đến run rẩy đồ đĩ nhỏ chi lan này dám quyến rũ lão ra ở ngay dưới mí mắt thị, thảo nào khi nghe nói Đồng Ma Ma xảy ra chuyện, ả à lại vui vẻ đến vậy. Móng tay chân thị cắm sâu vào lòng bàn tay, người ở đây đều có thể nhìn ra Đồng Ma Ma không hề bịa chuyện. Người muốn xem kịch cuối cùng lại trở thành trò chơi cho kẻ khác. Chu lão phu nhân vẫn chẳng buồn nhấc mí mắt lên. Trần thị đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện mình bị mất mặt, quận vương gia đúng là cực kỳ tốt với Trần thị, bản thân bị thương cũng không màng muốn làm bọn họ nảy sinh hiềm khích e rằng không dễ chu lão phu nhân lãnh đạm liếc nhìn chân thị trần thị quản gia thỏa đáng không hề có bất kỳ sai sót nào cho dù quận vương gia sủng ái nàng ta hơn nữa người ngoài cũng không nói được gì biết chu lão phu nhân ám chỉ chuyện mình không xử lý chi lan kịp thời chân thị đỏ mặt chu lão phu nhân nói nếu nguyễn cảnh thật sự không có ý định nạp thiếp cố đưa người tới trước mặt nó nó cũng chẳng cần nhưng nếu nó đã muốn cố che giấu có ích lợi gì kết quả cũng chỉ thành trò cười cho kẻ khác nghe đến đây chân thị liền đỏ ửng vành mắt mẫu thân không phải con không đồng ý con chỉ sợ lão gia bình thường hùng hùng hồ hồ nhưng nhẹ dạ hơn ai hết con sợ ngộ nhỡ lão gia thường chúng con hồ ly tinh nào đó nghe lời ả giam giáp lúc đó con và toàn ca biết phải làm sao trong mắt chân thị phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp hơn thị đều là hồ ly linh hết trần thị ấm ức khóc chu lão phu nhân vẫn giống như không nghe thấy đừng có cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm nha hoàn xinh đẹp và nguyễn cảnh mà quên trách nhiệm quản gia của mình trần thị lập tức ngừng khóc ý mẫu thân là chu lão phu nhân nói người khác không chừng còn rõ chuyện nhà cô hơn cô trần thị mà không nghe ngóng được tin tức gì thì sao lại một hai muốn dẫn đồng ma ma tới đối chất chứ chuyện của nhà cũ lại ầm ĩ đến tận phủ khang quận vương để xem về sau cô cậu còn mặt mũi nào lại đây nữa giọng chu lão phu nhân càng ngày càng lạnh trái tim chân thị cũng dần chìm sâu xuống đáy vực vừa trở lại nhà cũ chu ra chu đại thái thái chân thị liền sai bà từ áp giải đồng ma ma đến thôn trang nổi tiếng thu hoạch kém cỏi tá điền thường xuyên gây chuyện nhất chu nguyễn quý muốn cầu xin hộ đồng ma ma nhưng chân thị vẫn làm như không thấy xử lý xong thị trở về phòng thẩm tra chi lan chu nguyễn quý mang bộ mặt bực bội lẫn buồn bã quay về phòng quách thị tiến lên thật lòng khuyên bình thường ta thường nhắc nhở lão gia đều vì muốn tốt cho lão gia cả sợ sẽ có ngày hôm nay bây giờ đồng ma ma bị đưa đến thôn trang mẫu thân cũng tức giận trách mắng lão gia ta lên tiếng cầu xin cũng bị mẫu thân dạy dỗ cho một trận quách thị vừa nói vừa dùng khăn tay lau khóe mắt chu nguyễn quý nhìn dáng vẻ tuổi thân của thế tử bao giận dữ cũng hóa thành mây khói được rồi được rồi, ta có nói gì nàng đâu nào. Chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của ta, liên lụy nàng chịu uất ức rồi. Đều tại ta không quản lý tốt chuyện trong nhà. Quách thị quay đầu đi, không muốn đối mặt với Chu Nguyễn Quý. Mẫu thân cũng trách ta không khuyên lão gia tử tế. Bây giờ ta thật lòng khuyên lão gia đấy. Hãy kiềm chế, đừng mê mải chơi để nữa. Bằng không ta không thể ngẩng đầu với người trong nhà được nữa. Ta không cầu được chiều chuộng gì, chỉ muốn giữ mặt mũi để sống thôi. Quách thị nắm chặt tay đến mức trắng bệch. Chu Nguyễn Quý nhìn bộ y phục nửa cũ nửa mới trên người thê tử thì nghĩ tới mình thường xuyên lấy bạc từ chỗ thê tử tiêu hoang. Mặc dù thê tử chẳng nguyện ý, song cũng không chạy tới chỗ mẫu thân tố cáo, có bất ước gì đều nuốt trong bụng, bình thường vất vả giúp tàu tử quản gia, kết quả chẳng có được một câu cảm kích. Chu Nguyễn Quý quyết tâm không để ý tới chuyện của đồng ma ma nữa là ta không tốt, về sau nhất định sẽ thay đổi, không để nàng bị trách lây vì ta nữa. Sắc mặt quách thị vẫn còn rất xấu, ta không màng lão gia có thể thay đổi hay không, lão gia chỉ cần để ta có thể ngừng đầu mà sống trong cái nhà này là được. Chù Nguyễn Quý vội vàng nói, nhất định, nhất định, chờ chuyện này lắng lại, ta sẽ đi xin mẫu thân tìm cho mình công việc và làm thật tốt. Quách thị do dự nói, lão già nhớ kỹ lời mình nói ngày hôm nay là ta thỏa mãn rồi. Vết bỏng của Chu Thập Cửu chỉ cần dưỡng hai ngày đã khá hơn, vết phồng trên chân Lâm Di cũng không thấy nữa, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí khi mang tất nữa. Cùng Mama làm việc cực kỳ hiệu quả, từ trong ra ngoài nhà bếp đều được thay móng. Sau khi bà từ buôn người vào phủ đưa hai nha đầu ra ngoài, cùng Mama cảm thấy bất kể mình đi đâu, sau lưng cũng bớt đi một ánh mắt theo dõi làm việc dễ dàng hơn hẳn. Nhưng Chu đại thái thái chân thị thì không được thoải mái như vậy. Chu Nguyễn Cảnh hồi phủ làm ẩm ý một phen, nhất định phải thu Chi Lan làm thiếp. Chân thị không chịu, mắng Chi Lan là đồ ăn cây táo rào cây sung. Chu Nguyễn Cảnh liền cười khẩy hỏi chân thị ai là cây táo, ai là cây sung. Chi Lan vốn là nha hoàn hồi môn, gã thu làm thiếp là chuyện hợp lẽ, còn chân thị không chịu chính là ghen tị phạm vào một trong thất suất. Trần Thị vô cùng hối hận, đúng ra Thị nên giải quyết Chi Lan trước khi Chu Nguyễn Cảnh về nhà. Chu Nguyễn Cảnh bị ép đến mức nóng này gào lên cái gì mà lúc Khang Quận Vương mới thành thân, Trần Thị còn sắp xếp hai nha hoàn thông phòng, còn trong phòng gã thì một người cũng không có. Cùng ma ma cười nói, đại thái thái không biết, an bài thông phòng chỉ là cách nói, không an bài tất sẽ dẫn đến lớn lút sau lưng. Hai đại nha hoàn bên người quận vương gia rõ ràng được đưa tới làm thông phòng, nhưng cả việc hầu hạ thay đồ quận vương gia cũng không cần tới họ. Từ sau khi Chu Thập Cửu bị bỏng, cùng mama thường xuyên nhắc tới ưu điểm của Chu Thập Cửu. Nhưng Lâm Di vẫn cảm thấy nụ cười trên mỗi Chu Thập Cửu tuôn nửa thật nửa giả. Dẫu gì người nhận ra cũng sắp vào kinh rồi, Chu Thập Cửu đối đãi với nàng tốt như vậy, hẳn là vì muốn tôi kéo nàng về phía mình nằm ngủ cạnh một người quá thông minh nàng không thể không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lâm gì cho người chuẩn bị đồ để ngày mai về nhà mẹ thăm lão thái thái nhánh cả lúc này lão thái thái nhánh cả đang ở trịnh gia nghe trịnh lão phu nhân kể chuyện lòng bàn tay không khỏi dịn mồ hôi lạnh trịnh lão phu nhân nói trước đây quảng bình hầu bị đoạt tước nhưng tốt xấu gì bây giờ nhà bà cũng đã lấy được tước vị về nếu bà không hỏi ta cũng sẽ không nói cho bà biết. Bà dừng một chút, bà phải bảo trọng thân thể, đừng nghĩ quá nhiều. Lão thay thay nhánh cả trần da dựa vào giường, tựa khuỷu tay trên bàn thấp, chuỗi Phật châu dài thướt trong tay buông rủ, cọ vào vạt áo gấm thiêu hoa, sắc mặt cứng ngắc, nói vậy lời đồn kia là sự thật. Lão hầu ra nhà ta lên tiếng dùng nhà ngoại của hoàng hậu nương nương nên mới bị đoạt tước. Trịnh lão phu nhân không giấu giếm nữa, nói ra hết những gì mình nghe được theo những gì ta biết thì chính là như vậy. Chuyện ở Phúc Kiến vỡ lở rồi, lúc trước thủy quân thất bại đều là vì quốc trượng chủ chiến. Hy sinh vô ích nhiều mạng người, khi ấy Phúc Kiến để tăng trắng trời, nhà nhà đều treo cờ. Cho nên lần này Lâm Di mới dễ dàng làm thân với Hoàng hậu nương nương như vậy. Trịnh lão phu nhân cẩn thận nhìn quanh, nhưng ta nghe lão gia nói rằng quốc trượng gia bị oan, quốc trượng gia không hề tham ô, bạc của triều đình đều tiêu vào việc xây dựng thủy quân cho Phúc Kiến. Thủy quân Phúc Kiến thảm bại là do kế hoạch tác chiến quá liều lĩnh. Trước đây Hoàng thượng muốn tự mình chấp chính, qua nóng lòng muốn đánh thắng trận đó. Thành ra, nói cách khác nhà ngoại của Hoàng hậu nương nương là kẻ chết thay kẻ phạm sai cầm thật sự là Hoàng đế. Bây giờ Hoàng để phục tước cho Quảng Bình Hầu, lý do chính là vì dục dịch muốn thỏa mãn ham muốn thắng trận thời trẻ. Việc trần gia bọn họ được phục chức thật ra chỉ là một nước cờ. Lão Thái thay nhánh cả đang cẩn thận suy ngẫm chân tướng của những chuyện này. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trịnh lão phu nhân. Ta hỏi bà, Khang Quận Vương đã sớm lường trước được chuyện này, có đúng không? Khang Quận Vương tốn nhiều công sức để cưới bằng được lục nha đầu, có phải vì đã nhìn chúng kết quả này? Chuyện này, ta cũng không rõ, trịnh lão phu nhân vội vàng cắt đầu, gần đây ta cũng mới biết chuyện lão thái thái nhánh cả trầm ngâm chốc cát, trong đầu luôn đau đáu hình ảnh sầu não uất ức của lão hầu gia sau khi bị đoạt tước, trịnh các lão nói thế nào? Trịnh lão phu nhân nhấp một hớp trà, lão gia cảm thấy nhân gia nói có lý. Giặc qua hành tung bất định, triều đại chu chúng ta không cần thiết vì giặc qua và hài tặc mà làm to chuyện, dù sao thát đát vẫn quây nhiễu mãi không tha, các nước chư hầu luôn trực chờ cơ hội phân tranh, bây giờ không phải là thời cơ tốt động võ. Nhưng những năm qua chúng ta luôn ở thế bị động đề phòng, quả thật đã khiến giặc ma càng ngày càng can do. Trịnh các lão luôn ở thể trung cập, không muốn đắc tội bên nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 168, lo lắng. Sau khi trịnh ra về nhà, tâm trạng của lão thái thái chi trưởng luôn không được tốt. Trần Doãn Viễn đến Vân An, bà cũng không biết mở lời thế nào với con trai. Hai mẹ con ngồi uống trà, Trần Doãn Viễn chủ động lên tiếng trước, hiện giờ Phúc Kiến chính là đề tài nóng trên chiều, quan dưới ùn ùn tới tìm con hỏi thăm tin tức, làm con cũng sứt đầu mẻ chán. Con vốn không tán thành đánh, nhưng Khang Quận Vương lại về phe chủ chiến. Lão Thái Thái chi trường mở to mắt, quả nhiên. song bà vẫn bình tĩnh hỏi, Khang Quận Vương đã nhắc tới chuyện này với con. Trần Doãn Viễn gật đầu, đến nay Hoàng Thượng vẫn canh cánh về trận thủy chiến đại bại năm xưa. Trước kia mỗi lần bàn về chiến sự ở biên cương, triều thần đều thiên về dùng vũ lực, cho nên khi Khang Quận Vương nhắc tới chuyện này, còn ngẫm nghĩ một chút thì cảm thấy ngài ấy có ý đó. Lúc trước Khang Quận Vương luôn hành động bí mật, không để ai biết mình nghĩ gì, lần này biết được chính kiến của hai bên trái ngược, ngài ấy lại chủ động tỏ rõ ý kiến của mình trước. Lão Thái Thái chi trưởng không nói lời nào. Lần đầu tiên có chính kiến đối lập với con gì? Trần Doãn viện nghĩ mãi vẫn chẳng biết làm sao. Ông thật sự không muốn Phúc Kiến phát binh đánh trận. Thừa thiếu thời thì muốn sát phạt giặc qua không chừa mảnh giáp. Nhưng sau một thời gian dài sống ở Phúc Kiến, ông chỉ quan tâm tới đời sống của dân chúng. Mà thành cập thủy quân cần một khoản phi tồn khổng cổ, chỉ có tăng thuế mới bù được số bạc này. Và khi chiến tranh nổ ra, dân chúng sống gần đó sẽ phải rời đi cánh nạn ngư dân đời đời kiếp kiếp sinh sống bên bờ biển cũng sẽ mất kế sinh nhai. Trần Doãn Viễn kể, quan viên trên triều có cùng suy nghĩ với con không hề ít, chỉ cần Hoàng thượng nhắc tới chuyện thành lập thủy quân, ngự sử và môn quan nhất định sẽ dâng tấu can gián. Lão thay thay nhánh cả lần Phật Châu, hồi lâu sau mới nói, con có biết không, khi xưa lão hầu ra nhà ta bị đoạt tước chính là vì liên quan tới thất bại của thủy quân Phúc Kiền đấy. Trần Doãn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, chuyện này. Con không hề nghe nói tới, cũng nhờ quan hệ thân thiết với trịnh lão phu nhân, bà mới có thể biết được việc Trần Gia bị đoạt tước có liên quan đến chuyện này. Lão thay thay nhánh cả thuật lại những gì mình nghe được từ miệng trịnh lão phu nhân, Trần Doãn Viễn mãi vẫn chưa hết kinh ngạc, nói vậy tức là có khả năng khang quận vương đã sớm lường trước được chuyện này. Lão thay thay nhánh cả ngả người tựa lưng vào nệm êm, để Trần Doãn Viễn tự suy ngẫm. Trần Doãn Viễn vuốt râu, cho dù nghe ngóng được tin tức thì chưa chắc đã là thật, bằng không ngày ấy đã kể cho Lâm Di biết rồi. Lão Thái Thay nhánh cả liếc nhìn Trần Doãn Viễn, xem ra lão tam toàn tâm toàn ý tín nhiệm con gì. Nếu không vì tính tình cha mình quá chính trực, Lục Nha đầu đã chẳng cần lo lắng đến vậy. Lão Thái Thay nhánh cả nâng chén trà lên uống, con cháu có phúc của con cháu trước đó bà muốn lão tam đặt vững chân trong quan trường bây giờ lão tam ù ù cạc cạc làm tới vị trí tam phẩm chính trực cũng có chỗ tốt của chính trực ít ra không giống người thông minh thời thời khắc khắc đều phải ôm đầu vắt óc suy nghĩ hai mẹ con đang nói chuyện thì trần lâm hoành bước vào thỉnh an gần đây trần lâm hoành thường xuyên đến thư phòng của trần doãn viễn tìm sách đọc con trai ham học như vậy người làm cha như trần doãn viễn tất nhiên vui vẻ vô cùng sau khi để thê tử khéo léo tìm hiểu, Trần Doãn Viên phát hiện sở thích của con trai càng ngày càng rộng, từ binh pháp đến cổ tích, không có gì mà không đọc, còn đọc hết sức cẩn thận, chẳng qua hơi thiên về võ học hơn một chút. Trần Lâm Hoành một mực cắm đầu trong thư phòng, tiểu tiêu thị xót con trai nên để chuẩn bị đồ tầm bổ cho cậu, trước khi ra khỏi phòng còn dặn, đọc một hồi thì phải nghỉ ngơi, sách vẫn còn ở đó, con cứ từ từ xem, đâu cần vội trần doãn viện nghĩ tới tương lai của con trai thì nói tước vị nhà chúng ta cũng đã lấy lại được rồi về sau sẽ do hoành ca thừa kế thằng bé một lòng theo võ con lại là quan văn e rằng tương lai không giúp được gì vẫn phải dựa vào quận vương gia. bây giờ tước vị đã trở về thật sự không thể không tính xa hơn đêm đó lão thái thái nhánh cả nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được bạch ma ma lo lắng nên không về nghỉ mà ở lại trông chừng Nghe thấy động tĩnh thì cầm đèn bước vào hầu ở đầu giường của lão thái thái nhánh cả. Bạch Mama hỏi, lão thái thái lo cho Lục tiểu thư ư? Sau khi ở Trịnh gia nghe được tin tức này, trong lòng bà liền có một cái gai thật dài, để yên thì không thấy gì, thoáng động nhẹ liền đau thấu tim, nhưng cũng không đến mức chẳng chịu nổi. Lão thái thái nhánh cả thở dài, từ đầu ta đã cảm thấy Đường đường một quận vương ra lại tốn nhiều tâm trí như vậy để cưới bằng được Lục Nha đầu, thật sự kỳ quái. Bây giờ mới biết, quả nhiên là có ẩn tình. Ta lo ngộ nhỡ, Khang quận vương không thật lòng với con bé, tuy không hiếm trường hợp kết thân vì lợi ích, nhưng bà vẫn lo lắng. Bởi vì Khang quận vương thông minh đến mức khó tưởng, bất kỳ chuyện gì cũng đặt lợi ích lên trên hết, ngộ nhỡ khi phải chọn lựa, Chẳng biết đứa cháu rể này có bỏ Lục Nha đầu mà chọn lợi ích hay không." Bạch Mama nói, "Lần trước chẳng phải cùng Mama đã kể với lão thái thái rồi sao? Quận vương gia và quận vương phi chung sống hòa hợp lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu." "Nếu lão thái thái vẫn lo lắng, vậy ngày mai chờ quận vương phi trở về, chúng ta lại hỏi cùng Mama kỹ hơn một chút." Vì thế hôm sau, Lâm Di vừa về tới Trần gia, Bạch Mama liền gọi cùng Mama đi nói chuyện nhân dịp lâm di bạn chỉ huy tiểu nha hoàn bày biện thức ăn bạch ma ma kể lại cho lão thái thái nghe từ đầu đến cuối chuyện khang quận vương bị bỏng qua bận này lão thái thái có thể yên tâm rồi còn một tin tốt nữa à bạch ma ma vui vẻ nói tiếp người chu gia gửi hai đại nha hoàn tới cho khang quận vương làm thông phòng nhất định là muốn chờ xem quận vương phi thành trò cười ai ngờ tới bây giờ vẫn chẳng nên cơm cháo gì một đứa đã bị đuổi ra khỏi phủ đứa còn lại chỉ là thùng rỗng kêu to. Cũng chẳng rõ có phải vì Chu đại thái thái quá để tâm tới phủ quận vương hay không mà lại để nha hoàn bên người trèo lên giường của Chu đại lão gia. Bây giờ Chu đại lão gia đang ầm ĩ đòi thu nha hoàn kia làm thiếp, Chu đại thái thái đập vỡ gần hết đồ đạc trong phòng cũng không ngăn được. Cùng mama thăm dò được, Chu đại lão gia và Chu đại thái thái còn động tay chân với nhau hai ngày nay chu đại thái thái viện có bệnh trốn trong phòng không dám ra ngoài không biết có phải là bị đánh sưng mặt hay không nữa trong thời gian ngắn chắc sẽ không chạy tới phủ quận vương quấy nữa rốt cuộc trên mặt lão thái thái cũng xuất hiện nụ cười thế này chính là hai người nhưng cuối cùng lại hại mình đây mà cơm được bày lên lâm di sai hạ nhân đi mời nữ tiên sinh đến phòng khách nữ tiên sinh biết hát thanh khúc dương châu nghe rất ý vị lâm di nói tổ mẫu và mẫu thân nghe thấy hay thì hôm mừng thọ cha lại mời đến đi. Tiểu tiêu thị nhuền miệng cười, bây giờ trong kinh rất thịnh nghe cái này. Mọi người cơm nước xong, tiểu tiêu thị nhắc tới Lâm Phương. Mẹ gặp một lần, con bé gầy đi không ít, cũng nhút nhát hơn hẳn, cuộc sống ở Lâm gia nhất định không tốt lắm. Lần trước nhà họ bị cháy, nghe nói là do Lâm Phương xuống giường bất cần làm đổ chân nến, may mà không có tổn thất gì lớn vì sao phòng cưới của trạng nguyên lang bị cháy mới vài ngày lâm gia đã tìm được nguyên nhân mọi lỗi đều đổ lên đầu lâm phương không ngờ trần nhị thái thái điện thị lại chịu mặc cho lâm gia nói như vậy một lát sau tiểu tiêu thị vào buồng trong thăm bát tỷ lâm di ở lại trò chuyện với lão thái thái nhánh cả tổ mẫu nàng dựa vào người bà tổ mẫu có chuyện gì giấu cháu đúng không vừa nói nàng vừa nhìn bạch ma ở gần đó nụ cười trên mặt bạch Mama nhạt đi bà cũng tránh né ánh mắt của lâm di lão thái thay nhánh cả nhấp một hộp trà không thừa nhận nào có chuyện gì đâu theo bên người lão thái thay nhánh cả lâu như vậy đương nhiên lâm di có thể nhận ra sự khác thường qua cử chỉ hành vi của bà là chuyện của cháu sao bạch mama nghe vậy thì lặng lẽ lui ra ngoài lâm di càng khẳng định phỏng đoán của mình lão thái thay nhánh cả không gạt được nàng đành thẳng thắn nhắc tới nhân gia cháu định thế nào nghĩ cách thuyết phục nhân gia hay khuyên nhủ quận vương gia, thì ra là sợ nàng khó xử khi kẹt giữa hai bên. Lâm Di Trấn An lão thái thay nhánh cả, nhân ngữ thu tiên sinh không hỏi tới chính sự, cháu cũng chẳng xen vào chuyện chiều chính, cha cháu mới là người thật sự khó xử. e rằng những ngày tới cha sẽ không được dễ chịu. Kết quả là thành lập thủy quân hay thẳng thương cấm biển đều ở ý của hoàng thượng cả, cha giữ thế trung lập là tốt nhất nhưng nếu có nghiêng về bên nào lâm di cười cười thì cũng đừng đưa đầu làm quân tiên phong cho người ta lúc này mà còn lo cho bà con bé này làm sao có thể khiến người ta ngừng đau lòng đấy lão thái thái nhánh cả cố tình nghiêm mặt cứng giọng nói gặp chuyện khó thì phải nói cho ta biết cho dù ta già rồi không giải quyết được vấn đề ta cũng sẽ có trăm phương nghìn kề che chở cháu vâng lâm di ôm lấy lão thái thái nhánh cả ở dưới cánh của tổ mẫu luôn ấm áp nhất. Lão thái thái nhánh cả lại thở dài. Tổ mẫu đừng lo lắng, Lâm Di nhoẻn miệng cười, nói thế nào thì cháu cũng là khang quận Vương Phi mà cho dù cháu không có người bà thông minh như tổ mẫu thì muốn làm khó cháu cũng chẳng dễ đâu. Sau khi gả đi, cháu luôn theo lời tổ mẫu, cẩn thận từng lời lẽ cử chỉ, đứng một bên nhìn bọn họ tự giày vò nhau, bởi vì nào có lượt cho cháu ra tay lão thái thái nhánh cả bị trêu phải phì cười. Ở bên ngoài nghe được tiếng cười, bạch ma ma mới vào nhà, tốt quá, tốt quá, rốt cuộc lão thái thái cũng cười rồi. Lâm Di tự tay châm trà cho lão thái thái nhánh cả. Nàng chấp nhận gả cho Chu Thập Cửu không phải để nhận oan nhận khổ, cho dù Chu Thập Cửu có tính toán của anh ta, nàng cũng sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Cháu đã nói với quận vương ra rồi, sẽ mời tiên sinh đến phủ quận vương ở hai ngày cho nên nàng mới có thể dựa vào chuyện bị bỏng mà đóng cửa phủ khang quận vương. Không tiếp chu đại thái thái chân thị và chu nhị thái thái quách thị chu thập cửu phải trực, nên lâm di ở lại nhà mẹ lâu hơn một lát mới trở về phủ khang quận vương. Vào buồng trong thay quần áo mặc nhà xong, lâm di liền gọi cùng mama tới, thế nào, có hỏi thăm được không? Cùng mama thấp giọng đáp, hôm qua lão thái thái đến trịnh gia chơi, sau khi trở về thì như luôn có tâm sự. Cùng ma ma vốn là hạ nhân trong phòng của lão thái thái nhánh cả, hỏi thăm tin tức cũng khá dễ dàng, nhưng lần này bà lại nói quanh co không rõ ràng. Lâm Di ngẩng đầu nhìn cùng ma ma, ma định giúp đỡ tổ mẫu giấu giếm ta sao? Nếu có thể giấu cả đời đương nhiên tốt, nhưng nếu không thì về sau. Cùng ma ma vội nói, quận Vương Phi đừng nói vậy, nô tỳ làm gì dám giấu giếm quận Vương Phi, chỉ là nhất thời không biết nên nói thế nào lão thái thái nhánh cả không nói cũng chỉ vì sợ quận vương phi nghe xong sẽ khó chịu. Lâm Di cầm lấy chiếc cân nhỏ gần đó, tự tay cân đo thảo dược, vô cùng kiên nhẫn chờ cùng mama nói. Cùng lúc đó trong phòng Chu lão phu nhân, thân mama cũng đang nhỏ giọng kề, xem ra quận vương phi đã biết tin rồi, mới vừa rồi còn tự tay đào thuốc, Cúc nô tỳ sang đó đưa cây quạt, nhìn thấy quất hồng bụng thuốc đang sao giờ xuống. Nô tỳ hỏi thì Quất Hồng nói Quận Vương phi không khỏe nên đã ngủ rồi. Cặp vợ chồng này từ đầu tới giờ luôn cùng nhau nghỉ ngơi, vậy mà đêm nay Trần Thị không chờ Quận Vương ra trở về đã đi nằm trước. Chu lão phu nhân cần Phật Châu, chậm rãi niệm kinh. Thân ma ma nói, xem ra lão phu nhân đoán đúng rồi, càng là người thông minh thì sẽ càng khó giải được khúc mắc này. Làm gì có ai muốn bị người khác lợi dụng chứ? Thay vì chơi trò úp mở, không bằng để Trần Thị biết rõ ràng mọi chuyện luôn. chương 169, Xích Mít Cài chốt cửa đi, quất hồng từ trong nhà bảo với người gác cổng. Bà tử canh công nghe vậy thì giật mình, quận vương gia vẫn còn ở thư phòng mà, sao lại cài chốt cửa rồi? Quất hồng nói, đêm nay quận vương gia ngủ ở thư phòng. Từ khi thành thân đến này, đây là lần đầu tiên quận vương gia ngủ lại thư phòng. Thấy đèn trong phòng đều tắt, bà tử canh cổng mới thôi sững sờ, đi cài chốt cửa. Hôm sau Chu Thập Cửu rời phủ đến nhà môn như thường lệ, Lâm Di chỉ tiễn đến cửa rồi về phòng. Ba ngày liên tiếp đều như thế, tin tức này rất nhanh được Lâm Uyển mang đến Trần gia. Lâm Uyển uống một hộp trà, nói, cũng không biết là vì sao. Lâm Uyển vừa cấn bầu thì bị động thai, điều dưỡng một thời gian mới có chuyển biến tốt, cho nên hôm nay cùng Chu Nguyên Quảng trở về thăm nhà mẹ đẻ chu đại thái thái đồng thị cười tít mắt mẹ nghe nói là bởi vì chuyện của nhân gia nên hai đứa nó mới trở mặt tia su dơ bên ngoài của phu nhân quảng bình hầu vốn có quan hệ thân thiết với nhân gia lúc quảng bình hầu ở phúc ninh hai nhà cũng lui tới thường xuyên lần này nhận ra xảy ra chuyện quận vương gia rõ ràng không vừa mắt nhân gia cho nên không định nhúng tay vào lâm uyển nửa tin nửa ngờ nhìn đồng thị con cũng nghe nói vậy chẳng qua không biết thật giả thế nào đồng thị cười nói đó là bởi vì con với con bé kia là tỉ muội cùng họ nên không ai dám kể với con thôi nghe nói lâm di làm dữ lắm quận vương gia cũng không chịu nhượng bộ cha con còn nghe nói có người chuẩn bị tặng thiếp cho quận vương gia đây chọn lúc này để tặng thiếp lâm uyển giật mình vậy mai phải khuyên lục muội muội làm lớn chuyện chỉ tổ để người ngoài nói xấu thôi đồng thị cười khẩy con đúng là lương thiện quá mức con đi khuyên Người ta chưa chắc đã cảm kích, không chừng còn cho rằng con cố tình tới cười vào mặt người ta nữa. Tục ngữ có câu dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, chính là chỉ những tình huống thế này. Lục muội muội của con vốn cao ngảo, cho rằng làm vậy là có thể khiến quận vương ra thay đổi ý định. Nhưng cánh nam rơi ấy là, chỉ cần liên quan tới chính sự và tiền đồ, phụ nữ trẻ con gì đó đều sẽ bị vứt hết sang một bên ngay không phải lúc nào lập luận đó cũng đúng lâm uyển nhấp một hộp trà kỳ tử vài ngày trước quận vương gia vì lục muội muội mà bị bỏng có thể thấy quận vương gia thật lòng yêu thương lục muội muội cho nên mới nói càng được nuông chiều càng không ra gì người tôn thất doanh đều sầm xì rằng lục muội muội con thiếu hiểu biết và vô phép tắc không bằng một góc của con đồng thị nhìn con gái lúc trước bà ta hâm mộ tài mạo xuất chúng của lâm phương và lâm di bây giờ mới thấy thì ra con gái mình tốt hơn ai hết. Lâm uyển ngượng ngùng nói, mẹ nói vậy làm con không biết giấu mặt vào đâu đấy. Đồng thị phất khăn tay, mẹ nói không đúng à, đều lấy chồng cùng thời gian, nhưng con mang thai ngay, còn bụng Lâm Di vẫn chẳng thấy tâm hơi gì. Con bé đó người mỏng dính, nói không chừng không sinh đẻ được. Khang quận vương là độc đinh, làm sao có thể không có con thừa kế chứ? Theo mẹ thấy, chưa tới 5 năm ngày ấy sẽ đòi trưởng bối ra mặt nạp thiếp cho mà xem tôn thất chú trọng việc nối dõi tông đường hơn ai hết lâm uyển chỉ mới mang thai mà đã có không biết bao nhiêu trưởng bối tới cửa thăm hỏi lâm uyển kéo tay đồng thị được rồi mẹ đừng nói lung tung những thứ chính sự kia chúng ta cũng có hiểu đâu nào ngộp kép đồng thị nói chúng ta không hiểu nhưng cữu tổ phụ con hiểu theo lời cữu tổ mẫu của con nói thì thành lập thủy quân Phúc Kiến nào có dễ như vậy. Khang quận vương nghĩ hay lắm, nhưng chỉ cần chuyện hồi trước bị lỗi ra, thế nào việc này cũng bị áp chế ngay. Ông cậu bà mở chuyện hồi trước, lâm huyền càng mù tịt. Đồng thị chỉnh lại tóc mai cho con gái, con cứ chuyên tâm làm hiền thê lương mẫu đi, không cần chú ý tới mấy chuyện này. Hoàng thượng một mực ngậm miệng không nhắc tới chuyện cũ là bởi vì ngộ nhỡ khuế cạn nổi lên thể diện của hoàng thất sẽ bị bôi cho chát chấu ngay. Lâm Di tự tay đảo thuốc. Thân Mama ở trong sân hóng hớt, nghe thấy tiếng lạch cạch, lên hồi như ai đó đang mượn công việc chút giận thì trở về tam tiền viện thuật lại cho chu lão phu nhân nghe. Người nói xem phải làm sao bây giờ, mỗi ngày vẫn tới thăm người và lão thái gia, biểu hiện giống như chẳng có chuyện gì, nhưng thật ra. Lại nhốt mình trong phòng loay hoay với đống thuốc kia, rõ ràng là đang làm mình làm mẩy với quận vương gia. Thân ma ma vừa nói vừa châm thêm trà cho chu lão phu nhân, nghe nói tối hôm qua quận vương gia đứng ngoài phòng một hồi vẫn không đi vào. Dù sao người cũng là trưởng bối, có phải cũng nên ra mặt nói vài lời không? Đúng là quá không biết điều, vì tiên sinh từng dạy mình mà hờn mát với quận vương gia. chu lão phu nhân vẫn không thay đổi sắc mặt, tựa nệm êm nhìn hoa văn khảm trên giường la hán, mãi mới mở miệng còn muốn ta nói gì nữa? Ta đã hỏi, Trần Thị đã đáp rằng quận vương gia bận rộn công vụ nên mới ngủ lại ở thư phòng con gì? Rõ ràng là lừa gạt mà, bận rộn công vụ mà còn có thể đứng tần ngần ngoài phòng cả buổi à? Thần ma ma nói, nếu không thì mời trưởng bối Trần Gia tới nói chuyện một chút. Gấp cái gì, chu lão phu nhân bình thản gạt đi, người trẻ tuổi luôn sốc nổi, qua hai ba ngày nữa sẽ ổn thôi, bây giờ khiến mọi người đều biết chỉ thành trò cười cho họ. Mắt thân ma ma bỗng sáng lên, lão phu nhân nói vậy tức là vẫn chưa tới thời điểm chín mùi. Người nói thế cũng phải, bà ta hơi ngừng một thoáng, vậy giờ tính sao với hai thị tỷ do vinh thân vương đưa tới à? chu lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, hai nha hoàn, một mặc váy vàng nhạt thêu hoa cúc, còn một mặc váy xanh thêu hoa văn chìm, đang cúi đầu đứng trong góc. Là tặng cho quận vương gia, ta đương nhiên không tự quyết được chu lão phu nhân thở dài, cử đưa sang chỗ quận Vương Phi, để quận Vương Phi xử lý đi. Thân ma ma vâng lệnh rồi dẫn hai nha hoàn kia đến nhị tiến viện. Rất lâu sau Lâm Di mới từ phòng trong ra, vừa đi vừa dùng khăn che miệng ho khan. Quất hồng vội vàng lấy nước trà cho nàng thông cổ. Thân ma ma ngẩng đầu lên nhìn, mặt quận Vương Phi trắng bệch như sứ, trong mắt lại chẳng chịt tơ máu. Rõ ràng hai ngày nay đi ngủ rất sớm, vậy mà tinh thần trong không bằng lúc trước. Lâm Di nhìn thoáng qua hai nha hoàn cầm tay nải đứng gần đó rồi ngồi xuống ghế. Lúc nhà nàng còn ở Phúc Kiến, thỉnh thoảng cũng có người tặng thị tỷ cho cha, nhưng đa số đều bị ông trả trở về. Phàm là thị tỷ được tặng cho người khác, đương nhiên đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được cho học cấp bậc lễ nghĩa tử tế. Chưa hẳn vừa vào phủ sẽ được thu vào phòng ngay, nhưng cuối cùng họ đều có thể chiếm được hào cảm của nam chủ nhân. Tối hôm qua Vinh thân vương uống rượu say, hứng khởi đòi tặng cho Chu thập Cửu hai nha hoàn, hôm nay liền đưa người sang. Lâm Di nhìn Bạch Thược, dẫn xuống đi, xem thử có chuyện gì cần làm thì giao cho bọn họ. Hai nha hoàn kia nghe vậy đều thở nhẹ ra. Thân ma ma cũng cười, vậy nô tỳ sẽ cho người báo với phủ Vinh thân vương một tiếng. Lâm Di khẽ gật đầu, làm phiền ma ma. Dứt lời, nàng mệt mỏi trở vào trong buồng. Thân ma ma bước nhanh trở về bẩm báo với chu lão phu nhân, nhận rồi. Có thể có lý gì mà không nhận chưa đã ẩm ý với quận vương đến mức đó. Giờ còn chị phù hà khắc nữa thì trước mặt trưởng bối ngầm đầu kêu gì nữa. chu lão phu nhân nói, bảo nhà bếp hầm ít thuốc bổ đưa tới chỗ quận vương phi, để quận vương phi dưỡng bệnh thật tốt. Cho dù bệnh này 8 trên 10 phần là giả vờ nàng dâu vừa gả vào liền giả bệnh hơn rỗi với phu quân không biết cuối cùng sẽ thu xếp thế nào đây bàn đêm thân ma ma chờ khang quận vương hồi phủ sau đó sai tiểu nha hoàn sang nghe ngóng tình hình trong phòng vẫn sáng đèn lâm di đang lật xem sách thuốc thỉnh thoảng lại lấy thảo dược trong hộp ra đổi chiếu linh lung bưng lò hương đặt ở ngoài phòng mới vén rẻm lên mùi thuốc nồng nặc liền sộc vào mũi vẫn nên mở cửa sổ ra đi ạ à? không lỡ quận vương phi bị say mùi thuốc thì làm sao lâm di buồn cười liếc nhìn linh lung lúc ở phúc ninh ta cũng thường loay hoay với thuốc thế này sao không thấy bị gì linh lung như bị tóm trúng đuôi nhỏ đỏ mặt nói quận vương ra quay lại rồi à lâm di thoáng dừng tay xong cũng chỉ tùy ý lừ một tiếng linh lung quay sang nhìn quất hồng quất hồng chu môi linh lung đẩy cửa sổ ra lâm di mím môi hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ dưới cây trúc đào thấp thoáng một bóng người đứng thẳng một cơn gió thổi tới cỏ cây trong vườn đung đưa theo gió lâm di quay đầu không nhìn nữa thật lâu sau mới nói chừng nào mùi thuốc tan bớt thì đóng cửa sổ lại nàng vừa dứt lời bên ngoài bỗng vọng vào vài tiếng ho khan linh lung khẽ cắn môi quận vương gia bị bệnh ư cánh tay đang bốc thuốc của lâm di thoáng khựng lại chi chốc lát sau, ngoài sân tiền có người nũng nịu gọi, quận vương ra. Quất hồng lập tức trợn tròn mắt, hồ uy tinh phủ vinh thân vương đưa tới vô phép vô tắc đến mức này. Lâm di thản nhiên nói, mặc kệ nàng ta đi, để xem nàng ta có thể quấy ra động tĩnh lớn cỡ nào. Nghe vậy quất hồng đành nén cơn giận trong lòng, lâm di buông chiếc cân nhỏ trong tay xuống, thở dài một hơi. Ngày nào chu thập cửu cũng đứng đầy nhìn vào phòng, không bao lâu nữa thế nào nàng cũng bị trưởng bối chu ra gọi tới cho mà xem. Nghĩ tới đây, Lâm Di cục mắt để che giấu tâm trạng, chuẩn bị đi ngủ thôi. Ngày mai nàng còn phải tiếp đón nhân ngữ thu tiên sinh nữa. Cùng lúc đó ở Trần Gia vẫn sáng trưng đèn, các tiểu nha hoàn thay nhau bưng đồ ăn ra khỏi phòng lão thái thái nhánh cả, đổi thành hai chén trà xanh. Lão thái thái nhánh cả và Trần Doãn Viễn vừa uống trà vừa trò chuyện. Khang quận vương tìm mấy quan võ có ý nhắc lại chuyện thành lập thủy quân Phúc Kiến lúc trước. Ngự sử và môn quan đều đã viết xong tấu chương, chuẩn bị tổ ngày ấy tội hại nước hại dân. Trần Doãn Viễn cảm thấy vô cùng đau đầu, những chuyện này con muốn tránh cũng không được, ấy là con chẳng mở miệng nói câu nào hết. Cuối cùng vẫn ồn ào đến trên chiều rồi. Lão thay thay nhánh cả nói, ngày mai nhân gia sẽ vào kinh, thế nào trên chiều cũng ẩm ý một hồi con là nhạc phụ của Khang Quận Vương, lại là Quảng Bình Hầu, sớm muộn gì cũng phải nêu lên ý kiến thôi. Trần Doãn viễn nhíu mày, con vẫn muốn nghe xem người nhân ra nói thế nào đã. Trong phòng chợt yên tĩnh hẳn, gần như có thể nghe được tiếng bắc đèn cháy cách tách. Ừ, lão thay thay nhánh cả nói, cũng nên cẩn thận một chút, xác định cập trường rồi thì sẽ không thể đổi ý. Trần Doãn viễn nhớ tới Lâm Di, cũng không biết Lâm Di bên kia thế nào, đôi khi con bé này quật cường quá mức. Vừa rồi nó còn sai người tới báo rằng ngày mai muốn đi đón nhân ngữ thu tiên sinh. Tùy lão thái thái nhánh cả lo lắng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra xem thường, tôn trọng sự trường vốn là đạo lý thánh nhân dạy, nhân tiên sinh từ Phúc Ninh tới, lục nha đầu đương nhiên phải ra mặt rồi, bằng không sẽ có người xâm xì nhỏ to. Nếu làm thế nào cũng sai, vậy cứ thuận theo ý của lục nha đầu đi vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 170, lời khách sáo. Ở Lâm gia, Lâm Phương mặc y phục màu xanh nhạt điểm hoa tường vi ngồi trong phòng thiêu thùa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng ta liền đâm kim vào đầu ngón tay. Tử Hi biết tới nhìn Lâm Phương, nãi nãi đừng làm nữa, còn lại để nô tỳ làm cho. Vật dụng và phục sức Lâm Phương thường mang trên người phần lớn đều do Lâm Hiên làm, trong phòng nàng ta có cần đồ thiểu gì cũng để nha hoàn làm bây giờ gà tới lâm gia nói thế nào cũng phải ra vẻ mợ đảm một chút có trách thì phải trách bà dì tiết khó ưa kia dì tiết là em gái ruột của lâm đại thái thái chồng mất sớm nên dì tiết hiện sống cùng một trai một gái lúc rảnh rỗi thường đến lâm gia chơi với lâm đại thái thái hôm qua lâm phương tới thỉnh an lâm đại thái thái dì tiết nhìn thấy hầu bao trên người lâm phương thì nói khéo tay thật, so sánh với độ chúng ta mang liền thấy vô cùng xấu hổ. Đương nhiên Lâm Phương nghe ra được ẩn ý trong lời bà ta, đành cười xòa bảo, nếu gì không hết bỏ, vậy con sẽ thiêu một cái tặng gì. Nếu là nữ quyến nhà khác, thế nào cũng sẽ từ chối đẩy đưa một chút, xong gì tiết lại hết sức thản nhiên nhận. Lâm Đại Thái Thái ở bên cạnh cười đùa với dì tiết, nhắc tới điểm yếu của ta ngay ở trước mặt ta, sao muội không nói về con dâu muội quản lý cửa hàng khéo léo thể nào đi hầu bao của muội chắc đã bục chỉ vì đừng quá nhiều tiền từ lâu rồi nhỉ dì tiết cười ngắm nghía lâm phương đừng vội hâm mộ ta đại nãi nãi nhà tỷ nhất định không thua kém đâu một tay điền thị quản lý cửa hàng của nhà chưa từng dạy lâm phương bao giờ cho nên lâm phương nào biết gì về mấy thứ này đành cắn môi ngồi bên cạnh nghe mà thấy như đang ngồi trên bàn trông nàng ta không ngờ sau khi lấy chồng lại rơi vào tình cảnh tồi tệ thế này đêm tân hôn phòng bị cháy nàng ta mới được hạ nhân cứu ra khỏi biển lửa còn chưa lấy lại tinh thần thì lâm đại thái thái đã rơm rớm nước mắt nói to trước mặt mọi người tại sao lại bất cần như vậy may mà vô sự làm ta lo chết đi được lúc ấy xung quanh vô cùng hỗn loạn nàng ta cũng không nghĩ nhiều nhưng hôm sau tử hy lại nghe thấy mọi người sầm xì chuyện nàng ta bất cần làm nến dây vào màn Nàng ta vội vàng chạy tới phòng Lâm Đại thái thái biện bạch. Lâm Đại thái thái cũng chẳng làm gì khác ngoài thân mật kéo nàng ta tới bên người, thuận miệng trấn an, "Mẹ biết không phải là lỗi của con, yên tâm đi, không ai trách con hết." Nàng ta chỉ biết khóc nức nở nói, "Không phải do con, thật sự không phải do con." Nàng ta vừa khóc vừa không ngừng lắc đầu. Lâm Đại thái thái mềm lòng, kéo nàng ta vào lòng, "Đứa trẻ đáng thương." "Về sau" Nàng ta còn có thể nói gì nữa chứ? Nàng ta trở lại nhà mẹ đẻ kể lại mọi chuyện cho Điền thị nghe. Điền thị cũng không có cách nào khác, chẳng lẽ bây giờ đi tranh luận với Lâm gia? Lúc trước nàng ta tưởng rằng Lâm đại thái thái là người hiền lành, dịu dàng giống mẫu thân mình, là một mẹ chồng dễ sống chung, bây giờ mới phát hiện, thật sự là biết mặt biết người mà không biết lòng. Phòng cưới bị cháy, nguyên khan của nàng ta không biết bị lạc ở nơi nào. Đến nay Lâm Gia vẫn còn cắn chặt lấy chuyện này. Tấm vải trắng lót dưới người Tân Nương để chứng tỏ Tân Nương còn trong trắng. Điền thị khuyên nàng ta tạm thời nhẫn nại, nàng ta đành nuốt cục tức này. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Nàng ta vô tình nghe thấy Lâm Đại Thái Thái ở trong phòng nói chuyện với mama thân cận, nhắc tới chuyện nhà tổ mẫu ruột Triệu thị của Lâm Di có vị tiểu thư không thấy Lạc Hồng sau ngày cưới nàng ta mới biết té ra mình bị triệu thị liên lụy lâm phương nghĩ tới đây lại vò chặt khăn tay tử hy nói vốn nên là lão gia kế thừa tước quảng bình hầu như vậy sao lâm gia dám coi thường tiểu thư địa vị và nhân duyên của nàng ta đều bị lâm di đoạt mất chỉ cần nghĩ tới chuyện này lâm phương liền hận không thể nghiền xương lâm di thành cho trong kinh nhiều quan to hiền quý như vậy nhiều mối hôn sự như vậy tại sao Lâm Di phải cướp đoạt của nàng ta cơ chứ? Chưa kể, Kinh Thành Vốn cũng không phải là chỗ cho người như Lâm Di đặt chân, thế mà Lâm Di lại làm tu hú chiếm tổ chim khách của nàng ta. Chỉ khi nghĩ tới chuyện nhà họ nhân ồn ào gần đây làm Lâm Di ngột ngạt, Lâm Phương mới có thể dễ chịu hơn một chút. Lâm Phương nghiến răng, tại sao nhân gia vẫn chưa vào kinh? Nhân gia mau đến đi, tốt nhất là kéo Lâm Di xuống nước theo. Không, phải kéo cả nhà Quảng Bình Hầu xuống nước luôn, khiến Quảng Bình Hầu mất tước, Lâm Di bị khang quận vương bỏ, như thế nàng ta mới có thể hạ còng hà giả. Lâm Phương còn đang nghĩ ngợi, nha hoàn bên ngoài bỗng lên tiếng báo, đại gia trở về rồi à. Lâm Phương đứng dậy ra ngoài đón. Gần đây Lâm Chính thanh bận biểu công vụ, xong lại trông rất vui vẻ, hắn đảo mắt trên người Lâm Phương một lượt rồi chủ động nói, xem ra khang quận vương sắp lập công lớn nữa rồi. Tay Lâm Phương run lên, song vẫn cố thản nhiên hỏi, sao? Đại gia lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lâm Chính Thanh để Lâm Phương hầu hạ mình thay y phục rồi ngồi xuống giường La Hán uống trà. Đôi môi đẹp hơi nhếch, nước trà trong trèo phản chiếu đôi mắt đen láy của hắn. Từ trịnh các lão đến người trong hàn lâm viện đều hết lòng giúp đỡ quận vương gia phòng đoán tâm tư của Hoàng thượng. Thậm chí đến nhà Quảng Bình Hầu cũng có người quan tâm hết mực. Nghe Lâm Chính Thanh nhắc tới Tam Thúc Phủ Lâm Phương trở nên vô cùng mẫn cảm, đại gia nói có ai giúp nhà tam thúc phụ cơ. Lâm Chính thành bóp bóp cổ tay, cả ngày ở Hàn Lâm viện ghi ghi chép chép nên không khỏi thấy hơi mỏi, tề trọng hiên cực kỳ để tâm tới sự kiện này. Hàn Lâm viện có gió thổi cỏ lay gì y đều trăm phương nghìn kế đi hỏi thăm, hôm nay ta lại thấy y cùng Quảng Bình Hầu vừa đi vừa nói chuyện, dường như có nhắc tới khang quận Vương Phi. Nói tới đây hắn dùng một chút, cũng khó trách giữa tề gia và nhà quảng bình hầu không phải là quan hệ xã giao bình thường ta nhớ lúc trước tề gia còn từng muốn kết làm thông gia với quảng bình hầu nhưng vì tề trọng hiên bị dính vào án gian lận thi cử nên mới gác lại lâm chính thanh tỏ vẻ không hiểu nguồn cơn cười hỏi lâm phương sau đó ta lại đột nhiên nghe nói quảng bình hầu kết thân với khang quận vương cùng là con gái của trần gia nàng hắn biết được chân tướng câu hỏi này gợi lên toàn bộ hồi ức chua sót của lâm phương vành mắt nàng ta liền phiếm hồng, phẫn hận cùng xấu hổ đan sen, chính là vì chuyện đó mà sau này nàng ta bị xem như trò cười. Lâm Phương im lặng, không biết nên đáp thế nào. Dường như nhận ra tâm trạng của Lâm Phương không được tốt, Lâm Chính thanh cái sang chuyện khác, ngày mai ta sẽ xin mẫu thân cho nàng về nhà mẹ trò chuyện với nhạc mẫu một hôm. Từ hôm phòng cưới bị cháy đến giờ vẫn không thấy tâm trạng nàng khá hơn, trở về nhà mẹ đẻ cũng có thể dài sầu. Sự quan tâm trong lời nói của Lâm Chính Thanh khiến Lâm Phương không kìm được nước mắt. Nàng ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lâm Chính Thanh. Trên khuôn mặt tuấn tú của phu quân như đang treo một nụ cười dịu dàng cõi lòng lạnh giá của Lâm Phương như có dòng nước ẩm rót vào. Lâm Chính Thanh đến thư phòng đọc sách, Lâm Phương sai nha hoàn thu xếp chuẩn bị về nhà mẹ. Nguyễn Ma Ma bên người Lâm Phương hơi do dự, thái thái đã dặn tiểu thư chờ mấy ngày nữa hắng về. Mới kết hôn thì không nên thường xuyên trở về nhà mẹ như vậy. Đại gia sẽ đi xin thái thái hộ ta, nhắc tới chuyện này Lâm Phương lại thấy như chút được gánh nặng, mỗi lần gặp nàng ta Lâm đại thái thái đều treo nụ cười mím trên môi, lần nào cũng như đặt mình vào hoàn cảnh của nàng ta, đều như suy nghĩ cho nàng ta, thật sự làm nàng ta muốn biện bạch cũng khó. Nàng ta không tiện nghịch ý Lâm đại thái thái, nhưng Lâm Chính Thanh mở miệng lại là chuyện khác. Nguyễn Mama cười nói: Thế thì nô tỳ an tâm rồi, có đại gia ra mặt, thái thái chắc chắn sẽ đồng ý. Cơ thế u sầu trong lòng Lâm Phương được gỡ bỏ không ít. Lâm Di ở trong bếp chỉ huy nữ đầu bếp chuẩn bị bánh ngọt cho tiệc đón khách ngày mai. Đã vài năm không gặp nhân ngữ thu tiên sinh, Lâm Di quyết định làm một bàn toàn những món điểm tâm tiên sinh thích ăn nhất. Nữ đầu bếp đang chuẩn bị thì Quất Hồng ôm một hộp cơm bước vào, lẳng lặng đặt xuống trước mặt Lâm Di. Lâm Di kinh ngạc nhìn Quất Hồng. Quất Hồng nhỏ giọng nói, "Quận vương phi mở ra xem đi, nô tỳ cũng chưa nhìn kỹ lắm." Nghe vậy Lâm Di mới chậm rãi mở hộp cơm ra. Bên trong là cục bột đen tròn tròn mũm mĩm, nhìn kỹ thì dường như được nặn thành hai con thỏ. Hộp cơm này rõ ràng là từ thư phòng của Chu thập cửu đưa tới. Quất Hồng nói, "Tối hôm qua quận vương gia muốn ăn mì sợi, nhà bếp theo lệnh làm." bởi vì là đồng ninh hầu hạ nên nô tỳ cũng không rõ hôm nay nữ đầu bếp báo đồng ninh lấy hộp đi vẫn chưa trả lại nô tỳ mới đi cầm về vốn là một hộp đựng thức ăn rỗng giờ lại thêm hai con thỏ béo quất hồng chớp chớp mắt có cần nô tỳ gọi đồng ninh tới hỏi một chút không ạ lâm di khẽ lắc đầu đưa tay đậy nắp hộp lại liếc nhìn quất hồng mang xuống trước đi quất hồng gật đầu nhanh nhỏ cầm cái hộp lui xuống Đúng lúc này nữ đầu bếp cũng vừa làm xong bánh, Lâm Di đi sang nhìn, một mâm bánh hạt sen áo đường hoa que. Lâm Di nếm thử một miếng, vừa ngọt vừa thơm ngát mùi hoa quế. Lâm Di gật đầu, chính là thế này. Nữ đầu bếp nghe vậy mới chịu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên nô tỳ làm bánh này nên cử sợ không đúng, đêm qua có thử làm theo phương pháp của quận Vương Phi. Dứt lời bà lại bận rộn đi làm mẻ bánh khác. Lâm Di ngồi xuống xem lại danh sách món ăn cho buổi tiệc. Nữ đầu bếp bên kia bắt đầu càm giảm với người khác, cô nói xem có kỳ quặc hay không, chén mất táo tôi mới làm tối qua chẳng biết biến đâu mất tiêu, vốn định làm thử bánh hạt sen với bánh mất táo, kết quả chỉ làm được bánh hạt sen, còn bánh táo thiểu mất táo chẳng biết mùi vị thế nào. Có khi nào bị ai đó ăn vụng rồi không? Sáng sớm nay tôi đã kiểm tra bếp lò, không có dấu hiệu đun nấu, muốn ăn vụng cũng đâu thể để sống nhăn như vậy mà ăn chứ lầm gì bỗng nhớ tới hai con thỏ đen béo múp trong hộp cơm tối hôm qua tôi nấu chén mì chay cho quận vương ra người ngoài vào bếp cũng chỉ có mỗi cậu nhóc đồng ninh kia thôi nhóc đồng ninh lấy thứ đó làm gì theo tôi thấy chắc là tối qua cô không đóng kỹ cửa nên bị mèo tha đi mất rồi nữ đầu bếp liền làm bầm mắng mèo hoang một trang cho hà giận xét thấy có người nào đó lén lút trong bếp Trước khi đi Lâm Di bèn dặn dò nữ đầu bếp làm thêm một ổ bánh táo bỏ vào hộp thức ăn. Để tránh có người để mắt tới mất táo sống. Nữ đầu bếp vâng dạ, đến khi quận Vương Phi đi rồi mới nhớ. Ủa, quận Vương Phi không có nói làm bánh táo cho ai. Đần, một nữ đầu bếp khác nói, đương nhiên là cho quân Vương ra rồi. Hôm sau người nhà họ nhân vào kinh, chuyện thành cập thủy quân Phúc Kiến chính thức được đưa lên triều nghị luận, không cần vụng trộm bàn tán nữa. Khang quận vương thu một mạch 13 tấu chương chỉ trích, các quan võ bình thường qua tại thân thiết với khang quận vương cũng không thoát được. Ngay cả trịnh các lão xưa nay không đắc tội ai còn bị nhắc tới ở cuối tẩu chương, bọn họ đều bị tố phạm ba trọng tội. Trần Doãn viễn siết chặt nắm tay, không nói được chữ nào. Sau đó, văn thư xin cầu kiến của nhân gia nhanh chóng được đưa tới trước mặt thánh giá. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn